Mới bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Kính thưa các cha các mẹ, chư vị đồng tu đang có mặt ở trên Zoom tham gia buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Để bắt đầu vào buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng con kính mời chư vị đồng niệm Phật 10 câu cầu gia bị. Chúng con cung kính cung thỉnh thầy Diệu Âm Tịnh Hải khởi niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin chư vị thành tâm niệm Phật. A Di Đà 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 A Di Đà Phật. 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 Cho con về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Chúng con cung kính kính chào thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Kính chào các cha các mẹ, chư vị đồng tu đang có mặt ở buổi hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa tất cả chư vị trong pháp hội. Kính thưa đại chúng, Phật pháp là đều nhằm tới sự thành tựu. Muốn thành tựu được thì phương pháp tu trên phải đúng với lời Phật dạy, dưới phải phù hợp với trình độ căn cơ của mình, gọi là khế lý, khế cơ. Nếu không thì có tu hành mà cũng chẳng mang lại kết quả gì. Vì vậy, chư Phật, chư Tổ đều nhằm tới sự tu hành thực tế, cụ thể, khả thi cho mỗi người, gọi là trạch pháp. Mà điều đầu tiên trong Thất Bồ Đề Phần, Đức Thế Tôn dạy trong tứ liệu giải của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, tức là Ngài A Di Đà Phật Tái Lai có dạy, một là có thiền mà không tịnh độ, mười tu chín kẻ dần già, ấm cảnh nếu hiện tiền, thoạt theo nó mà đi. Hai, không thiền mà có tịnh độ, mười người tu, mười người vãng sanh. Đặng gần Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Ba, có thiền lại có tịnh độ, như cọp mạnh lại thêm sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Bốn, không thiền cũng không tịnh độ, giường sắt và cột đồng đang chờ, muôn kiếp cùng ngàn đời không chỗ nương tựa được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài có dạy đề xướng trì danh niệm Phật. Nguyên nhân là do trì danh niệm Phật đơn giản, dễ dàng, vãng sanh Tây phương tịnh độ. Ai lấy đều có phần, thù thắng là ở chỗ này. Niệm Phật mà còn được hộ niệm nữa thì chư Tổ dạy muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Vì pháp niệm Phật là phù hợp đến cho từng gia đình, phù hợp cho từng người bệnh, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và những vướng mắc cụ thể của mỗi hành giả, mà nhờ được ban hộ niệm khéo léo, hướng dẫn, điều giải, nhờ vậy mà thành công. Hôm nay đây,
đầy đủ nhân duyên thủ thắng. Sự có mặt của chúng con trên là có các cha các mẹ lớn tuổi, dưới là đến tận các cháu thiếu nhi. Trong gia đình chúng con cũng có người thân đang bệnh, có người thân đang được hộ niệm. Nhân duyên đã đầy đủ, hôm nay chúng con hướng về Thầy Diệu Âm Tịnh Hải, cung kính đảnh lễ Ngài, cung thỉnh Thầy Diệu Âm từ bi hướng dẫn chúng con làm cách nào để một đời này cha mẹ chúng con có phước phần được liễu đoạn sanh tử, có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để một đời này chính chúng con cũng có phước phần được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính xin Thầy từ bi hướng dẫn chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni quang lâm chứng minh. Kính thưa tất cả chư vị đồng tu ở khắp nơi và ở tại Âu Châu. Thưa với chư vị là bây giờ do ông cũng già rồi mà cũng lắm cắm rồi. Mình bàn thảo một vài điều về cái pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Thì do ông dám mạnh dạn bàn thảo cũng hướng dẫn thì để dành cho các trưởng phó ban hộ niệm hướng dẫn đi. Chư vị hãy nên kết hợp với ban hộ niệm và cố gắng lắng nghe những ban hộ niệm đó hướng dẫn đi, thì cơ hội vãng sanh sẽ đến với mình cụ thể dễ dàng. Còn ở đây là những lời nói bàn thảo chung với nhau để chúng ta coi là cái phận phàm phu chúng ta trong thời này tu cái cách nào mà chúng ta có nhiều hy vọng nhất. Chứ ông là có nhiều hy vọng nhất, chứ giờ ông không nói là dám chắc chắn đâu chư vị. Đây là tình thực. Như bác Đạt nói là có niệm Phật mà hộ niệm thì vạn người niệm Phật và người vãng sanh. Đây là lời tổ dạy. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng không dám nói là được hộ niệm và mình niệm Phật thì một vạn người được như vậy, đều có một vạn người vãng sanh. Không đâu. Hình như nó vẫn có những cái gọi là cái sơ suất trong đó, cái phần trăm trong đó, chứ không phải là được hộ niệm là được vãng sanh đâu. Nếu trong những buổi mà mình bàn luận hộ niệm này, mình chú ý lắng nghe, mình thành tâm lắng nghe, mình trang nghiêm lắng nghe, thì cái xác suất mà mình được vãng sanh nó cao, nó cao hơn những người không chú ý lắng nghe. Tại vì ông biết rằng có nhiều người nghe qua nhiều cuộc hộ niệm, dự nhiều cuộc hội thảo về hộ niệm, nhưng mà rồi sau cùng thì họ hỏi một câu với mình thấy ngỡ ngàng, hình như họ chưa biết gì cả. Là sở dĩ trong những buổi hộ niệm này người ta thấy sao nó giống giống quen quen. Vì giống giống quen quen cho nên cái chủ đề của bữa đó hình như người ta quên đi. Mà thực ra thì pháp hộ niệm nó là như vậy, mà một lần mình nói chuyện nó đào sâu trong một cái yếu tố, một cái vấn đề, mình giải quyết một cái khó khăn đó mà nhiều khi người ta không chú ý. Vì không chú ý đó cho nên chính sau cùng rồi những cái mà mình mắc đó nó nằm ở ngay tại những chỗ mà mình không chú ý đó. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang nói một phần thành kính thì một phần lợi ích, hai phần thành kính thì hai phần lợi ích. Người nào có 10 phần trang nghiêm thành kính lắng nghe thì họ hướng được tới 10 phần lợi ích.
Còn nếu cũng là những cái buổi hội thảo như vậy, ví dụ như hôm nay chẳng hạn, cũng là buổi hội thảo, nếu mà mình cố gắng lắng nghe, hình như là mình nhận được trọn phần cái ý nghĩa của cái buổi hội thảo này. Nếu mà sơ ý cứ một phần cho là không có gì đâu, thì xin thưa với chư vị là một phần sơ xuất. Hai phần có rằng đâu có gì quan trọng, thì hai phần hình như mình thiệt hại. Mà nếu sơ ý mình đưa tới cái chỗ gọi là cho mình đã đủ rồi, thì một phần cho mình đã đủ rồi, thì một phần bị tai hại cho chính mình sau này. Xin thưa với chư vị là đúng là cái pháp hộ niệm nó đã có cái thành tựu khá cụ thể. Mà theo như tình hay thấy là hồi trước tới giờ chúng ta thấy có nhiều cái phương pháp tu hành mà chưa có cái phương pháp nào thực sự có cái thành tựu cụ thể mà khả quan như cái pháp hộ niệm này. Chính vì thế mà đầu tiên xin ủng hộ tinh thần những người thành tâm lắng nghe và khuyên chư vị cố gắng thành tâm đi, để chúng ta hướng được cái lợi lạc trọn vẹn của cái pháp hộ niệm này. Nếu mà sơ ý thì sau cùng chúng ta cũng có cái phần gọi là phần trăm thành tựu, chưa chắc gì 100%. Tại sao vậy? Như hôm qua chúng ta có nhắc đến những cái điểm khi mình tu hành mà nghĩ mình đã đủ rồi. Thì nếu một người mà nghĩ mình đã đủ rồi thì nhiều khi người ta nói tôi tu đến nay là 50 năm rồi, tôi chắc chắn sẽ được thành tựu ngon lành hơn những người mới tu 2-3 năm. Xin thưa với chư vị, chỉ còn sơ xuất một chút xíu này mà hình như có nhiều lần chúng ta thấy là có những người tu khá cao, khá lâu, nhưng mà sau cùng hiện tướng vạn sanh hình như cũng không có. Cho nên khi hôm nay nhắc lại cái chỗ này để cho chúng ta nhớ là mong chư vị đừng bao giờ nghĩ là đủ. Đừng bao giờ thấy cái pháp hộ niệm sau cứ tới ngồi trước người bệnh A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, có gì đâu. Nếu mà nói có gì đâu mà nghiên cứu, thì khi chính mình được những người tới niệm câu A-di-đà-phật mà nói chư vị ơi, chư vị cho tôi nghĩ chút, cho niệm Phật chi, niệm Phật dữ vậy, có gì đâu, tiếng A-di-đà-phật quen thuộc tôi là niệm rồi mà có gì đâu. Thưa với chư vị, khi mà trong tâm của mình ứng hiện ra một chút như vậy, nó là cả một sự chướng ngại, là mất luôn cơ hội siêu sanh tịnh độ một đời thành Phật đấy chứ vậy. Đơn giản, thực sự là đơn giản. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta, mà hôm qua giọng có nói, chính những lời khai thị của Ấn Tổ là ngọn đuốc soi đường cho giọng thực hành con đường tu hành đấy. Tại vì cái lời của Ngài đơn giản cụ thể mà nó hợp với căn cơ, giống như Bác Đạt nói là khế lý khế cơ, thực sự là khế lý khế cơ. Cũng có nhiều vị thầy giảng hay, vô cùng hay, lý đạo hay quá, nhưng mà rồi suy đi nghĩ lại, chính mình thực hiện không được. Trong lúc còn khỏe thế này, chính mình thực hiện không được thì làm sao mình thực hiện được một phần triệu của cái lý đạo đó khi thân thể của mình thì tàn tạ rồi, đúng không các bác? Đầu óc của mình thì hồ đồ rồi, nghiệp chướng của mình đã ứng hiện rồi, ấn thân trái chủ trùng trùng bao vây, bao nhiêu cái rối rắm làm cho chư căn tán loạn rồi, ta có thể thực hiện được một phần triệu của những lý luận đó. Vì không thực hiện đến một phần triệu của lý luận đó, cho nên Đức Thế Tôn mới nói là nếu tu pháp của ta mà sử trong thời mà pháp này hàng triệu người tu hành, cũng khó tìm ra một người vượt qua sanh tử luân hồi đấy chứ vậy. Cái đấy là sự thật.
Ngài mới dạy cho chúng ta cái pháp niệm Phật. Nhưng mà chúng ta nghe tối đó à, niệm Phật một vạn người, niệm Phật một vạn người vãng sanh rồi, thì chúng ta nghĩ à, vậy ta có niệm Phật rồi thì ta chắc chắn được vãng sanh. Chỉ cần một chút này thôi có thể đưa đến là 1 triệu người niệm Phật. Coi chừng ta không đạt được cái tiêu chuẩn một người vãng sanh là do sới. Như vậy chư vị thấy sới nằm sát bên cạnh mình chứ nó không xa, chứ không xa. Hôm trước chúng ta có nói qua cái sự tích của ngài giới dưỡng thiền sư. Khi mà ngài bị người bạn chọc quê một chút, ngài ngưng thần thị tịch luôn. Nếu mà người ngoài không biết đạo lý, ồ, một người tu mà đến có khả năng là muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào lúc vui thì ta ở đây tu hành, lúc không vui thì ta ngưng thần, ta đi luôn, thoát khóa luôn. Mình nói chắc người này thành tựu cao lắm. Cho nên thế gian nhìn ta là hoan hỷ vô cùng, tuyên dương vô cùng. Nhưng không ngờ khi ngưng thần thị tịch rồi lại đầu thai vào nhà có một người giàu có, mà đời trước biết tu cho nên văn hay chữ giỏi, nghĩa là hạ bút cái là thành thơ liền. Đến nỗi mà bao nhiêu cô gái ô cha mê tích thả lò luôn. Nó mê tích luôn. Mà có nhiều cái trường tích đó này. Đồ đồng pha mà có 16 người vợ rồi mà còn lén lén muốn kiếm thêm, tức là họ phước không mất báu đấy mà. Thấy không chịu chứ vậy. Cho nên chúng ta phải định nghĩa thế nào gọi là thành tựu, thế nào không thành tựu. Bây giờ chúng ta đi cái chỗ là thế nào thành tựu đây. Xin thưa với chư vị, khi tu hành như thế này, luôn luôn tự xét lại mình coi tôi còn có cái sơ suất gì mà bỏ. Nhớ cho kỹ đêm này, là tu cho mình. Niệm Phật là niệm Phật cho mình, để mình thành tựu, chứ có niệm Phật cho một người bạn mình niệm thành tựu, không phải niệm Phật cho một cái đạo tràng thành tựu, hoặc là niệm Phật cho con mình thành tựu, cho cha mình thành tựu, cho mẹ mình thành tựu, không có chuyện đó đâu chứ vị. Thực ra không có chuyện đó đâu. Người nào tu, người đó đắc theo tương ứng với cái được tu của mình. Thì hôm qua Diệu Âm có nói qua những cái chuyện này, hôm nay nói tiếp nữa. Thưa với chư vị, mình coi thử bây giờ mình có thường phạm phải cái gì hay không. Những người tu cao, những người tu tốt, những người lập đạo tràng thường thường có những cái vướng mắc của người đạo tràng, lập đạo tràng. Những người đồng tu đến đạo tràng niệm Phật thường thường có những vướng mắc của người đồng tu đến đạo tràng. Cái vướng mắc này nó dễ dàng lắm. Ví dụ một người đồng tu đến đạo tràng của mình làm không đúng, không đẹp, không trang nghiêm, thường thường là người trưởng đàn chúng ta khó chịu lắm, vỡ mắt người ta lắm, nhiều khi xua đuổi người ta nữa. Xin thưa với chư vị, đây là những cái chấp của người đạo tràng. Còn bên cạnh đó, một người đồng tu đến đạo tràng thường thường không chịu theo quy củ gì cả, không chịu theo nề nếp của đạo tràng, đó là cái sơ suất của người đồng tu. Như vậy cái sơ suất của người đạo tràng mà la rầy xua đuổi cái người làm sai đó là cái mà mình cần phải bỏ. Vì sao? Vì là phàm phu, chúng ta phải chấp nhận phàm phu có nhiều sơ suất. Còn người thành viên đồng tu đến đạo tràng, khi mà người ta nhắc nhở mình hãy chấp tay lại thành khẩn mà sám hối đi, thành khẩn mà đổi đi, thì người đồng tu bỏ được cái sơ suất của người đồng tu. Chứ vì thế đơn giản, có những chuyện hết sức đơn giản. Hôm trước Diệu Âm có nghe một người hỏi tại sao có những cái câu hỏi thường hay quen quá, hỏi đi hỏi lại mãi mà sao lại thầy Tịnh Hải không giảng gì cao hơn, cứ giảng những cái gì gần gần.
Thì tịnh hải này nó là, tại vì tịnh hải này là hàng phàm phu cứ dán những điểm gần gần này. Chứ bây giờ dán cao, biết gì mà dán cao. Dán cao rồi mình lại có cái vọng tưởng là mình chứng đắc rồi, cũng kẹt lắm chứ vậy. Thường thường cái người tu hành chúng ta có cái ảo tưởng về sự chứng đắc. Nhất là những người ưa nói cao nói diệu, thường thường có ảo tưởng này lắm. Cái ảo tưởng này mà nói theo cái nghĩa của bác Minh Đạt thì dễ lắm. Sau 12 giờ biết hết. Hiểu không chứ vậy? Có nghĩa là khi mà nằm xuống rồi người ta tới hồ niệm, sau 12 giờ thân tướng còn cứng đơ. Còn cứng đơ thì chúng ta không cách nào giấu được cái ảo tưởng của một người. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị đọc những lời khai thị của Ấn Tổ thì Ấn Tổ luôn luôn nói rằng là phàm phu chúng ta ai cũng có sơ suất. Phàm phu chúng ta ai cũng có mê mờ. Vậy vậy thì khi mà chúng ta tu hành có dối như thế nào đi nữa cũng vẫn tự xét mình là phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng đấy, chứ không phải là cao đâu nha chư vị. Thường thường định hải này cứ nói những điểm hết sức là nhỏ nhặt này. Để chi vậy? Để cho những người phàm phu chúng ta có thể thực hiện được mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và cái lời khẩn nguyện của Duy Âm, của tịnh hải này là thường thường năn nỉ chư vị là tự hạ mình xuống cái mức mà đáng được khiêm nhường, đáng được khiêm cung. Mà đây là lời của Phật dạy. Trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Tế Nhạo, Phật nói là tự mình phải phán xét cái của mình, đừng bao giờ nhắc lỗi người khác. Đây cũng là một cái điểm mà người phàm phu chúng ta thường vướng lắm chư vị ơi. Đáng tự quán thân, bất cầu kỳ quá. Lo nghĩ tới cái sơ suất của mình mà lo quán xét sửa đi thì tự nhiên những cái mà mình khó chịu bên ngoài nó mất lần hồi nào không hay. Còn mà cứ chăm chú nhìn vào những lỗi của người khác thì những cái vấn đề khó khăn trong đạo đàn nó càng ngày càng trầm trọng hơn, và cái đường tu chúng ta nhiều cái sơ suất hơn. Chính vì thế mà chư vị nghe trong cái thí dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, cố gắng gìn giữ cái khẩu nghiệp này, đừng nói lỗi người, đúng không chư vị? Cố gắng giữ cái thân nghiệp này, đừng phạm oai nghi. Cố gắng giữ cái ý nghiệp này để cho thanh tịnh vô nhiễm. Lời Phật dạy cũng vậy, lời Tổ dạy cũng vậy. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho, chúng ta hàng phàm phu phải đi theo cái hạng hàng phàm phu này thì niệm Phật có thể một vạn người niệm Phật, một người vạn người vãng sanh. Nếu chúng ta không giữ được trọn vẹn của cái phận phàm phu này thì chúng ta bị trở ngại vô cùng, trở ngại vô cùng chứ vị ơi. Vừa rồi đây do nghe một cái có một tin là có một vị tu hành cao lắm mà sau cùng rồi thì ra đi. Có nhiều người phát hiện là thân tướng cứng đơ, làm cho vị ông này giật mình. Chính vị ông này một lần giật mình như vậy, cứ nhắc nhở cái này. Chư vị đừng nghĩ rằng là vị ông nói như thế này, hay ho như thế này, có nhiều người lắng nghe thế này là vị ông chắc chắn được vãng sanh. Đừng bao giờ có cái áo tướng như vậy mà tội nghiệp cho vị ông này. Mà vị ông cũng chấp tay nói rằng là vị ông nói chẳng qua là nó quen mồm mà thôi, chứ không phải là chứng đắc gì đâu nhé. Ấn Tổ dạy dẫu cho giảng giải thông thạo ba tạng kinh điển đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cái chuyện thoát ly sanh tử luân hồi. Chư vị nghe lời Tổ dạy đi, mà ngài nói muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì phải tập cái hạnh là khiêm cung từ ái. Cái hạnh gọi là chí thành chí kính, lão lão thật thật niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho mình tu hành giỏi tới đâu đi nữa vẫn thấy mình còn yếu còn dở. Chư vị thấy không, một vị đại tổ sư như vậy mà nói những lời hết sức là đơn giản mà chúng ta không hay. Hôm trước ba mình nói châu gì không, ngồi không không thấy trên cái kệ có quyển sách mà gì đó, hành theo Ấn Tổ. Hành theo Ấn Tổ là của mình chứ ai.
Mà khi viết ra thì mình chưa đọc thì mới là ngồi ngồi đọc thử. Sao thấy nó thấm thế quá. Mới xin cái cô Diệu Thành ấy. Con còn dư cái nào cho tôi xin cái tập này. Tôi giờ tôi coi lại. Cô ta không cho. Lúc đó tại niệm đường tôi hết rồi. Tôi nên tôi giờ năn nỉ giờ cho tôi xin nghĩ một tập được không? Không cho. Nhất thì không cho là không cho. Mình nói thôi, tôi cũng dám nhận, nhưng mà tôi lén lén như vậy tôi đáng được đọc thêm. Chư vị ơi, một lời khai thị của Ngài Ấn Quang nó đơn giản mộc mạc vô cùng. Mà nếu mình chú tâm, trang nghiêm, thanh tịnh, kính cẩn lắng nghe, nhiều khi cả cuộc đời này mình tu không hết đó chư vị. Tu cả một cuộc đời mình càng tu một cái lời khai thị ngắn ngắn ngủi gọi là quy tắc tu học đó, một cả một đời này tu đến nỗi tu sáng sớm cho đến chiều, tu cả 100 năm vẫn chưa chắc gì thực hiện được những lời khai thị đó chư vị. Nó đơn giản, nó dễ dàng. Ngài nói là sao? Trên kính như hòa. Nếu mà mình thực hiện trên kính như hòa thì mình không bao giờ dám nói lỗi một người nào cả, không bao giờ dám chê một người nào cả. Cho nên Tịnh Hải này thường nói là mình tu hành chấp nhận cho người ta gạt mình, cho tôi không dám gạt một người nào cả, là thực hiện lời dạy của Ấn Tổ, đúng không chư vị? Hay vô cùng. Mà chúng ta may, nếu mà chúng ta nghiên cứu thật kỹ, chúng ta học học tới suốt đời mà không được đấy. Ngài nói là lúc nhàn đàm thì không nói lỗi người, lúc tỉnh tọa thì lo nghĩ tới cái sai số của mình mà sửa. Chư vị coi cái Ngài Ấn Quang nói thì đơn giản vô cùng, còn nói kinh Phật thì rõ ràng. Đáng tự quán thân là gì? Bất cầu tha hóa là gì? Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian hóa là gì? Rõ ràng là chư tổ hoàn toàn nói giống hệt với nhau, mà chúng ta không hay. Chúng ta cứ tìm những cái đạo lý cao thiệt cao, mà chính những cái rất gần của mình nó trói mình từ vô lượng kiếp tới bây giờ không hay. Cho nên cái pháp gọi là niệm Phật chư vị ơi, nó hay vô cùng, nó gần gũi với chính mình, nó giúp cho mình bỏ những cái gì mà mình còn vướng mắc. Trong khi rất nhiều người không chịu bỏ cái vướng mắc của chính mình, mà cứ tìm bỏ cái vướng mắc của chư Đại Bồ Tát, chư Pháp Tông Đại Sư trên cõi Hoa Nghiêm không thôi. Mà mình tu tự lực này, mình tu tới vô lượng kiếp nữa, chưa chắc gì đã lên được cái vị trí của các ngài. Mà mình cứ tìm những cái đạo lý hay trên mây của các ngài, mà vô tình mình bỏ đi những cái vướng, cái mắc, cái vấp của mình mà không hay. Giữa được nhớ lại cũng là ngài Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn từ thời nhà Đường, phải không chứ vị? Ở lại chùa Kim Sơn. Đó là hai vị thiền sư đã tu hành, mà muốn đi thì đi, muốn ở thì ở đó. Một ngày thì thấy mắc cỡ quá, ngưng thần thị tịch biến thành Tô Đông Pha. Một người thì ngưng thần thị tịch vì Tô Đông Pha cho nên đi theo cũng sanh vào làm người, rồi đi xuất gia cũng thành một vị thiền sư. Hai người đó thì bạn thân với nhau, một người là tục, một người là tăng. Thường thường là chọc, nghĩa là chọc ghẹo nhau, nhưng mà thân với nhau vô cùng. Một ngày nọ, hai người cùng ngồi thiền, người nào thiền cũng ngon hết mà. Tại vì cái công phu thiền nó từ trên cái đời trước kéo lại đây mà. Cho nên ông sư ngồi cũng ngon, mà cái ông Tô Đông Pha ngồi cũng ngon lắm. Ngồi từ sáng đến chiều không rụt rịch nữa. Thì khi mà thiền xong rồi thì Tô Đông Pha mới hỏi Ngài Phật Ấn: ông thầy thấy tôi ngồi thiền như vậy có ngon không? Ngài Phật Ấn nói: ồ, tướng ông ngồi trang nghiêm như một vị Phật. Tô Đông Pha khoái quá. Rồi Ngài Phật Ấn nói: còn ông thấy tôi ngồi như thế nào? Thì Ngài Phật Ấn cái bụng bự mà mập, mập mà lùn mà bụng bự giống như là Phật Di Lặc vậy đó. Mà một đống thì Tô Đông Pha nói liền: tôi thấy ông ngồi giống như đống phân bò. Chứ là Phật Tô Hà mình nói cái gì vậy?
nói với một ông thầy mà nói thầy ngồi giống như đống thằng bò. Lạ không chứ vậy? Tại người ta quen quá mà mình đừng bao giờ nghe những lời này chúng ta nói là bài chết nghe chứ vậy. Tại vì các vị này là quen quá rồi cho nên thành ra chập giỡn nhau là chuyện thường. Thì Ngài vẫn mới cười. Mới cười hoan hỷ lắm, vô cùng hoan hỷ mà cảm cảm ơn nữa. Thì Tô Đông Phạm mới tức quá nên tại sao tôi nói vậy mà ông không chịu giận. Tôi hoan hỷ lắm chứ. Nhờ ông nói mà tôi biết. Ông biết không? Người mà có tâm Phật á thì thấy ai cũng giống Phật hết trơn á. Mà người có tâm phân, tâm phân tức là tâm tâm cứ bò đó, thì thấy ai cũng cứ bò đó. Tôi đúng mà đứng được cái chuyến này mình hạ được Ngài Phật Ấn rồi mà không ngờ Ngài Phật Ấn nói lại một câu làm cho tôi mà rụng rời luôn, không biết làm sao mà trả lại được. Là nhờ ông mà tôi hiểu được cái đạo lý này, tất cả đều do tâm tạo mà. Phật nói tất cả đều do tâm tạo mà, cho nên người có cái tâm Phật á thì thấy người nào cũng là Phật cả. Còn có người tâm phân, một là Phật một là phân, nếu mà nhanh nhanh thì mình có, mình nghe lộn, chúng ta nói chậm chậm chút. Người mà có cái tâm phân tức là rất là cái tâm phân bò đó chứ gì đó, thì thấy ai cũng là phân cả. Vô tình Ngài nói những lời rất là tế nhị mà làm cho Tô Đông Pha phải cúi đầu thua cuộc nữa rồi. Cho nên chư vị thấy không, chính vì thế mà nếu mà chúng ta học Phật, muốn đi làm Phật, chúng ta thấy người nào cũng là Phật cả. Chứ vị biết không, A-di-đà Phật nói rằng dẫu cho một chúng sinh tạo tội trước sông nặng, mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ còn nói là ngũ nghịch thập ác, cái quả báo phải địa ngục A Tỳ nữa cơ. Nếu mà người đó biết nhận tội, thành tâm sám hối, mà khi nghe được danh hiệu của Ngài, phát tâm tín tưởng niệm danh hiệu Ngài, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhẫn cho đến 10 niệm mà không được vãng sanh, A Di Đà Phật thì không thành Phật. Chư vị chỉ coi là Ngài Phật Ấn nói là người có tâm Phật thấy ai cũng là Phật, với câu lời thề của Đức A Di Đà là người nào mà tao tội ngũ nghịch thập ác nhưng mà biết quay đầu sám hối niệm danh hiệu Ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, Ngài thề không thành Phật. Một lời thề vĩ đại của Ngài với một lời nói đơn giản của Ngài vẫn, chứ vị thấy nếu mà phân tích ra thấy hình như nó ngang ngang ngưỡng ngưỡng nhau đúng không chứ vị? Chứ vị nghĩ tới cái đúng không? Cho nên thành ra khi mà cha tu rồi thì những cái chuyện này nó đơn giản sát bên cạnh mình chứ không đâu cả. Có nhiều người hỏi chú Âm đi, thế nào là người chân chánh tu hành? Bây giờ chú Âm xin hỏi chư vị, nếu mà đem lời Phật, lời của Ngài Phật Ấn ra nói với Tô Đông Phà, chúng ta có câu trả lời chưa? Thế nào là người chân tu đây? Người chân tu là người thấy người nào cũng tốt, thấy người nào cũng hay cả, ngay cả những người làm xấu mình cũng thấy tốt luôn, đúng không chư vị? Ngài Tịnh Không nói những người mà làm xấu làm sai đó, biết chừng đâu là Bồ Tát giả đò, người ta thể hiện cái điều xấu để cho mình né tránh chứ có gì đâu. Chính vì thế mà thực ra những người mà mình biết tu rồi mình thấy nó hoang hoang hí hí làm sao đâu đấy. Hôm trước có những người cứ nói là cái gì giờ trong gia đình tôi người này chống người kia chống thì làm sao. Tôi nói người chống người ta kệ người ta chống sao chống kệ người ta, mình đừng chống người ta thì thôi chứ, đúng không chứ vậy? Đi tới một đạo tràng nói bây giờ tôi cứ quyết muốn niệm Phật à, người ta tụng chú Đà Bi tôi không chịu Đà Bi, tôi ngồi tôi niệm Phật, nếu cái được không? Tôi nên được cho ai mà cấm mà không được. Nhưng mà chư vị làm như vậy trong cái những cái thời khối nồng niệm Phật đó, chư vị đã tạo, hình như là tạo mất phước cho người tạo phước, đúng không? Bao nhiêu người đang thành tâm tụng chú Đại Bi, tại sao mình đúng tụng chú Đại Bi để mà mình hùng phước với người ta, mình tạo được cái công đức trong lúc đó?
Mà trong khi người ta tụng chú đại bi, mình niệm Phật tức là mình chê chú đại bi rồi, mình chê tất cả những người đó rồi. Cái tâm chê này nó từ trong cái tâm của mình nó ứng hiện ra, cái phân biệt từ trong đó mà ứng hiện ra. Thành ra mình vô tình cũng là tu pháp Phật mà mình chê cái này chê cái nọ. Còn dâm thì nói là khi mình tới một đạo tràng, người ta tụng chú đại bi thì mình tụng chú đại bi người ta. Nếu mình thích thì cứ tiếp tục, lần sau nữa mình tới. Còn như là tụng chú đại bi là cái giải nặng, đường này khó quá, chúng ta niệm Phật để mà đối nghiệp Phật tâm. Thì khi mình về nhà rồi mình niệm Phật, mình tới đạo tràng chỗ nào niệm Phật để mình niệm Phật với người ta, tức là mình phải hòa với nhau để mình tạo công đức. Cơ chi người ta đang tụng chú đại bi mình lại coi là quyết lòng là mình tụng niệm Phật nữa. Nếu mà mình niệm lớn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lên thứ, coi các thầy có tới mời mình ra khỏi đạo tràng không, đúng không chị? Chị Nguyễn Châu, đúng không? Cho nên chư vị ơi, thực ra hòa hợp với nhau để cùng nhau tạo công đức đơn giản. Và cái hộ niệm cũng thường thường là ở chỗ này, phải hòa phải kính thì mình mới có thể vãng sanh, đúng không anh Đức? Đúng không cô Yến? Có hòa có kính thì mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà mình không hòa hợp với người ta thì cũng là cái pháp hộ niệm này mà chừng sau cùng chính mình không hưởng lợi lạc gì cả. Vì thế mà ngài Ấn Tổ mới nói là chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu. Tại sao một người bình thường chỉ cần biết tu hành một thời gian ngắn mà được hộ niệm vãng sanh bất khả tư nghị, lại có những người tu 20-30 năm, 30-40 năm cũng niệm Phật mà mình niệm Phật với người ta không ra đi tốt lành, là vì cái tâm phân biệt chấp trước. Tại vì cái tâm không hòa hợp, mà không hợp nó bắt nguồn từ cái chỗ là cho mình là đủ, là tự mãn. Tự mãn nó liên quan đến cái tâm thượng mạng chứ vị ơi, không hay chút nào cả. Vô tình chúng ta tu mà cái tâm thượng mạng nó cản ngăn mất con đường vãng sanh. Ngài Vĩnh Minh Dương Thọ nói, chư vị mà tu hành công phu cao tột tới đâu mà còn có cái tâm thượng mạng cho mình còn ngon hơn người ta thì nhiều lắm, chứ quả báo là cao nhất, là thành tựu nhất của chư vị là hàng Atula, chứ không thế nào là thành tựu được. Thà ở trong loài người này có sướng có khổ mà còn có cái cơ hội gặp được Phật pháp để đi vãng sanh, nhất là niệm Phật. Chứ còn vào cái hàng Atula rồi thì đấu tranh kiên cường vô cùng. Chư vị coi những người mà đấu tranh đó làm sao mà họ có thì giờ niệm Phật. Con nói như vậy đúng không thầy Đức Khánh? Nhớ nhé. Chúng ta hiểu, cho nên mong chư vị hôm nay chúng ta nhắc nhở tới cái chỗ là chí thành chí kính khiêm cung. Nhờ cái tâm khiêm cung này mà được vãng sanh. Cho nên khen là kỳ rồi đây. Ở bên Bác Viên Thiền có một người vãng sanh. Ở bên gì đó Đăng Phượng có tới 8 người vãng sanh. Hồi qua hồi lại toàn là những người hiền lành không chứ vậy ơi. Không hiểu lý, không hiểu đạo, không có nói cao nói thấp gì cả, mà là những người vãng sanh bất khả tư nghị. Còn chúng ta nói lý nhiều khi cao quá, cái ảo tưởng là gạt chúng ta. Mà nó gạt bây giờ mình biết được thì đỡ, mà bây giờ không biết, đến lúc mình biết rồi thì ô hô, tất cả đều chỉ là huyễn mộng. Ta đi theo con đường huyễn mộng thì thực tế làm sao chúng ta thành tựu được, phải không chư vị? Mong chư vị quyết tâm quyết chí hiền lành nha, kết hợp với nhau nha, để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Tôi xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm và tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Là chúng con vô cùng là hoan hỉ nghe những lời hướng dẫn của thầy rất là cụ thể, rất là gần gũi với chúng con. Và đây là hoàn toàn những cái sơ suất mà bấy lâu nay chúng con đều mắc phải. Chúng con cũng xin thành tâm sẽ cố gắng y giáo phụng hành để một đời này chúng con cũng có cái phước phần để mà liễu đoạn sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.